Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của Sao. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút vui vẻ và thư giãn trên kênh của chúng tôi. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như mở chuông thông báo để cập nhật những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Và sau đây là những tin tức mới nhất của ngày hôm nay. Mong muốn hôn, Linh Ly bị cà khịa, chuyện không thể sinh con. Vừa bày tỏ mong muốn sớm có đối tượng kết hôn, Linh Ly liền bị cư dân mạng bình luận kém sang về chuyện không thể sinh con. Hậu công khai chuyển giới, cái tên Linh Ly lần nữa hot rần rần trong showbiz và trên mạng xã hội. Mọi nhất cử nhất động của cô nàng đều được công chúng quan tâm. Bên cạnh sự ủng hộ của fan, Linh Ly cũng vướng phải nhiều lời chê bai chỉ trích từ cư dân mạng. Các bình luận khiếm nhã không ngừng xuất hiện dưới các bài đăng của cô. Linh Ly bị mỉa mai không thể sinh con. Vừa qua, Linh Ly lại khiến dân tình ngất ngây trước vẻ đẹp của mình khi đi dự đám cưới. Dù là người đẹp chuyển giới, Linh Ly vẫn có tâm hồn mộng mơ như mọi cô gái. Nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn sớm có người cùng mình kết hôn. Linh Ly chia sẻ: đi ăn cưới hoài luôn mà không biết bao giờ mới đến lượt mình. Ai rước em lẹ lẹ giùm. Trước dòng trạng thái của Linh Ly, một cư dân mạng đã có bình luận khiếm nhã mỉa mai chuyện cô không thể sinh con. Người này viết: có đẻ được không mà rước, cho rằng Linh Ly không sinh con được nên đừng nghĩ đến chuyện kết hôn, khiến dư luận phẫn nộ. Về phía Linh Ly, cô không đưa ra bất kỳ lời chửi mắng nặng nề nào. Đổi lại, nữ ca sĩ nhẹ nhàng đáp trả: ủa, cứ phải đẻ thì mới rước à bạn. Phản ứng của giọng ca buồn thì cứ khóc đi được khán giả ủng hộ. Kỳ thực, chuyện sinh con không phải là yếu tố quyết định tình yêu và hôn nhân của Linh Ly. Linh Ly nói về chuyện kết hôn khi tham gia một chương trình truyền hình. Linh Ly chia sẻ về quan điểm trong tình yêu và hôn nhân. Nữ ca sĩ cho biết từ trước đến nay cô chưa hề có người yêu. Thời điểm hiện tại, vừa hoàn thành việc phẫu thuật chuyển giới, cô cũng chưa sẵn sàng cho bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Thay vào đó, cô sẽ chăm sóc bản thân và lo cho sự nghiệp. Mặc dù vậy, Linh Ly vẫn mong muốn về một cuộc hôn nhân trong tương lai. Đó là chuyện sẽ đến khi cô gặp được một người phù hợp. Phải có người nào đó kết hôn với mình thì mình mới kết hôn được chứ, Linh Ly hài hước nói. Những bình luận kém sang của cư dân mạng đối với Linh Ly không còn xa lạ. Bằng sự mạnh mẽ và hạnh phúc vì được sống đúng với giới tính, Linh Ly vốn không bận tâm nhiều đến hành động đó. Việc đáp trả anti-fan của cô luôn diễn ra một cách văn minh mà không tạo nhiều tranh cãi.